gây được nhiều sự chú ý từ cuộc thi thần tượng cùng Bolero 2018. Vận động viên Paragame Quỳnh Trâm cho biết, trong âm nhạc, Bolero là một khung trời ước mơ đã mở ra cho cô nhiều khát vọng ngay từ ngày còn bé. Sau khi hoàn thành các giải thi đấu thể thao trong năm 2018, cô sẽ sớm cho ra mắt một album nhạc với những bản Bolero mà mình yêu thích để tri ân khán giả. Phút bật mí kỳ này, chúng tôi mời các bạn cùng lắng nghe vận động viên Paragame Quỳnh Trâm bật mí những điều mà ít ai biết đến về cô. Có ba cái rất là ít chia sẻ cho ai biết. Một là nỗi sợ. Rất là sợ thằng này. Thì tại vì á, hồi đó lần đầu tiên á là em có một người bác tới nhà em chơi á, cái em đâu có nhìn thấy đâu. Xong bác nó kêu là kêu em lại cho em kẹo nè. Người chết là không cho em kẹo. Mở tay em ra xong rồi bỏ thằng lặng đi vô. Xong rồi em thấy nó rất là dễ sợ. Nó trơn trơn, nó mềm mềm, nó chung rồi. Từ đó là em sợ con đó nó chết khiếp luôn. Không bao giờ em nghe nữa tên nó luôn á. Còn cái thứ hai là tuy là không bao giờ chạy được xe rồi, tại vì không nhìn thấy để chạy, nhưng mà rất là thích ngồi sau xe mô tô của ai đó xong rồi phóng nhanh hết cỡ lên. Cái cảm giác đó rất là thích, chỉ là mình được nghe tiếng xe máy phóng lớn hết ga, xong rồi mình thấy gió nó quất vô mặt mình, cảm giác như mình đang bay vậy á, không phải là đang chạy xe nữa. Nên là thích phóng xe rồi đi sau xe của người chạy nhanh rồi sao lại. Người đầu tiên đi là ba em. Còn cái thứ ba là tuy là sợ ma nhưng mà rất là thích thức đêm nghe chuyện ma, nghe thức mà thức trắng đêm không ngủ được luôn, tại do quá sợ nhưng mà vẫn nghe. Rồi đặc biệt là trí tưởng tượng của em phong phú nữa, là kìa, nghe xong nhắm mắt lại tưởng tượng, xong rồi mở mắt ra nó như có ai đứng bên cửa hay là một cái tấm màn phất phơ hay là một tấm áo phất phơ, xong rồi sợ. Khi mình không thấy thì mình nghe mình sẽ tưởng tượng ra rất là nhiều thứ, mình có thể dùng nó để hù dọa bạn bè, mặc dù mình rất là sợ. Những bí mật, một bí mật mà chưa bao giờ bật mí cho bất kỳ nơi nào. Những sở thích, có một sở thích mà Tuấn Vy ít chia sẻ với mọi người thì là đam mê số 1 của Hà Thu, còn đam mê số 2 của Hà Thu là những tật xấu. Nhiều lắm, thật sự có một cái điều mà trước giờ. Phút bật mí phát định kỳ vào thứ ba hàng tuần trên video chấm thanh niên sẽ giải trí và kênh YouTube iHay TV.